Tiếp theo là chúng ta giải cái câu số 2, bài tập chương 2. Một nhóm gồm có 10 người, gồm có 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên một tổ gồm 3 người, gọi x là số nữ ở trong tổ được chọn. Lập bảng phân phối xác suất của x, tính e x, d x và mod x. Thì ở đây là cái đề này nó cho tên biến ngẫu nhiên luôn rồi. Biến ngẫu nhiên x ở đây là số nữ có ở trong cái tổ được chọn. Cái tổ được chọn là mình tổ rồi mình chọn 3 người nè. Như vậy thì cái số nữ được chọn có thể là không có người nào, có nghĩa là 4 người đều nam hết, 3 người đều là nam hết, hoặc là 1, hoặc là 2, hoặc là 3. Như vậy thì cái này có nghĩa là miền giá trị của x là 0, 1, 2, 3. Và mình tính xác suất x bằng 0. X bằng 0 có nghĩa là trong 3 người được chọn không có người nữ nào, có nghĩa là 3 người là được chọn là nam. Như vậy thì ở đây mình sẽ chọn 3 người, chọn 3 người nam trong số 6 người nam ha. Rồi chia cho tổng số cách chọn 3 người trong 10 người đấy, thì cái này nó bằng 3 5 phần 30. Rồi em có thể bấm máy kiểm tra lại nè. 6C3 chia cho 10C3 rồi, cái này là 1 phần 6, 1 phần 6 mà này mình quy đồng mẫu luôn là 5 phần 30 ha. Đấy. Rồi tiếp theo là xác suất x bằng 1. X bằng 1 có nghĩa là mình chọn được một người nữ và ba và hai người nam. Không? Thì cái một người nữ này á, là mình sẽ chọn trong số 4 người nữ nè. Thì có C14 mà. Và chọn hai người nam trong số 6 người nam. Và chúng ta cũng chia cho tổng số cách chọn 3 người trong 10 người. Rồi chỗ này là mình có 6C2 phải không? Hai người nam. Rồi nhân cho 4C1. Thật ra 4C1 và 4 thì chỗ này mình có thể nhập số 4 luôn cũng được. Thì xác suất nó bằng 1 phần 2. 1 phần 2 là nếu mà mình quy đồng mẫu lên mẫu 30 thì nó là 15 phần 30. Rồi tiếp theo là mình tính cái xác suất x bằng 2. X bằng 2 thì chỗ này là mình sửa thành số 1 phải không? Tức là mình chọn 1 trong 6. Một người nam trong số 6 người nam và hai người nữ trong số 4 người nữ. Đấy, thì xác suất đó là 3 phần 10. 3 phần 10 nếu mà quy đồng mẫu lên là 9 phần 30. Và cái còn lại là xác suất x bằng 3. Xác suất x bằng 3 thì nó bằng 1 phần 30. Như vậy thì mình sẽ được cái bảng phân phối xác suất của x. Bảng phân phối xác suất của x như thế này. Thì ở dòng trên đó là mình sẽ ghi tất cả các cái giá trị của biến ngẫu nhiên x mà nó có thể nhận được. Và dòng dưới thì mình ghi là xác suất x lớn bằng x nhỏ ha. Thì trường hợp là x bằng 0 thì xác suất 5 phần 30 nè. Đó. Rồi trường hợp là x bằng 1 thì xác suất nó bằng là 15 phần 30, rồi 9 phần 30, 1 phần 30. Và tiếp theo là mình tính cái kỳ vọng. Thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x thì em nhớ cho thầy là cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x. Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x thì mình nhớ cái công thức của mình là gì? Là e x bằng gì? Bằng x rồi nhân cho xác suất x lớn bằng x nhỏ. Rồi. Và tất cả cái này mình cộng rồi. Mình cộng là x nó chạy từ thuộc miền giá trị của biến ngẫu nhiên x đúng không? Thuộc miền giá trị của x. Thì ở đây đó thì do biến ngẫu nhiên này nó có 4 giá trị thôi, cho nên kỳ vọng của nó mình sẽ là 0 nè, nhân cho 5 phần 30 cộng 1 nhân cho 15 phần 30 rồi cộng cho 2 nhân cho 9 phần 30 rồi cộng cho 3 nhân cho 1 phần 30. À, cái này là mình dùng máy tính mình bấm nha. Sử dụng công thức đó thì mình sẽ có cách bấm máy như thế này là 0 nhân cho 5 phần 30 thì nó bằng là bằng 0 rồi phải không? Vậy thì còn lại là 15 phần 30 nè. 15 phần 30 thì cái mẫu nó là 30 rồi phải không? Còn chỗ này là 2 nhân cho 9 phần 30, 2 nhân 9 là 18 nè. Còn 3 và nhân cho 1 phần 30 tức là 3 phần 30. Đấy, cái mẫu nó là 30 nè. Đấy. Thì chỗ này là đáp số nó ra là 1,2. Đấy, 1,2. Rồi tiếp theo là tính phương sai. Phương sai của nó. Phương sai nó là 0,56. Thì các em nhớ cái công thức phương sai là gì?
phương sai. Thì nhắc lại công thức phương sai ha. Thì cái phương sai đó, dx thì nó sẽ bằng ax bình phương trừ đi cho ax tất cả bình phương như thế này. Nhưng mà ax bình phương thì có chỗ nào giới thiệu ít từ bình phương lên không? Mình nhân cho xác suất nó tương ứng thôi đó. Như là 1 bình phương nhân 15 hoặc 30 nè, 15 hoặc 30 cộng cho 2 bình phương nhân cho 9 hoặc 30 cộng cho 3 bình phương nhân cho 1 hoặc 30 nhân 1 hoặc 30 thì đó là 3, 3 bình phương nhân 3 hoặc 30 rồi mình bấm máy tính ha. Đầu tiên là ax bình phương, thì mình sẽ bấm cái chỗ này không bình phương nhân cho 5 phần 30 là không đúng không? Vì vậy còn chỗ này 1 phần 30, 1 bình phương nhân cho 15 phần 30 vậy thì nó giống là 15 phần 30. Chỗ này 2 bình phương là 4, 4 nhân 9 là 4 nhân 9 mình ghi 4 nhân 9 luôn nếu mình không nhớ. Chỗ này 3 bình phương là 9 đúng không? 9 nhân 1 là 9 vậy là cộng 9 nên vậy là 3, 30. Vậy thì cái này nó chính là ax bình phương nè. Lý do tại sao mà cho cái bảng con số mình đưa về cùng mẫu hết để cho nó dễ tính cái bước thứ hai nè. Và sau đó mình mới trừ đi cho gì đây? 1.2 bình phương. Trừ đi cho ax bình phương. Thì lúc này nó sẽ ra là nhiêu? 0.56. Về cái phần mod ít á. Mod ít á thì mình quan sát trên cái bảng này mình thấy cái chỗ này là xác suất nó cao nhất nè. Đúng không? Xác suất cao nhất gì mod của x là bằng 1. Tại 1 là nó có xác suất cao nhất.